Bất ngờ, chấn động, khó tin. Đó là những tính từ mô tả diễn biến của cặp chung kết nảy lửa giữa T1 và Genji vừa kết thúc. Trong một ngày phong độ cao đến từ tất cả tuyển thủ Genji, đoàn quân của Score đã hủy diệt gần như hoàn toàn T1 bằng chiến thắng 3-1. Họ sẽ đại diện cho Hàn Quốc đến chơi tại MSI trong tư cách là hạt giống số 1 LCK. Chiến thắng này cũng là lời đáp trả ngọt ngào nhất của Gen gửi tới T1 sau thất bại chống vánh 1-3 trong trận chung kết nhanh thắng. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến chức Á quân lần thứ tư liên tiếp dành cho biệt đội T1, trong khi họ là những người thống trị vòng bảng? Ván 1, T1 sai lầm tiếp nối sai lầm, Gen vươn lên dẫn trước 1-0. Trong ván đầu tiên, T1 đã sử dụng một đội hình tấn công mạnh với các mũi nhọn cấu rỉa như Jayce và Rush. Họ cũng có khả năng mở giao tranh tương đối chủ động khi có đến 4 trên 5 thành viên có thể tạo đột biến. Trong khi đó, bên phía Gen cũng đáp trả không kém cạnh bằng nửa cánh trên là Ragaz, Wukong, Ahri, nửa dưới là bộ đôi Saya, Rakan. Tưởng chừng như lô đánh hổ báo với ý đồ áp đảo đối thủ của T1 sẽ khiến cho Gen chùn bước. Nhưng không, kế hoạch của T1 đã bị bắt bài hoàn toàn. Gen liên tục có những pha di chuyển cùng nhau trừng phạt sai lầm của Zeus, cũng như kéo theo các mục tiêu lớn trên bản đồ. Cả 5 thành viên của Gen đều thi đấu rất tuyệt vời, nhưng sự bùng nổ trong những pha xử lý kỹ năng của Doran mới là điểm nhấn chính của ván đấu. Ngay từ những phút đầu tiên, sự bình tĩnh trong lối chơi của Doran đã được bộc lộ sau pha 1-2 tại khu vực đường trên. Xuyên suốt ván đấu, Doran đã khiến khán giả phải bất ngờ không dưới 5 lần với những pha tạt canh đánh đầu, khiến cho các chủ lực như Zeus, Gumayoshi và cả Faker đều không được chơi game thoải mái. Pha ép góc Baron của T1 ở phút thứ 36 vốn là bài đánh đặt hiệu quả cao và luôn được mang ra sử dụng mỗi khi họ gặp khó. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt đối với các chàng trai áo đỏ khi Pinus trừng phạt thành công con Baron và mở tung ngưỡng cửa đến với chiến thắng của Gen trong ván đầu. Ván 2, tâm lý bất ổn, T1 bị dẫn trước 2-0. Với một đà tâm lý thi đấu tốt, Gen lại không hề tỏ ra chủ quan trước đối thủ cực kỳ nguy hiểm như T1. Nhờ vậy, mà dù có bị dẫn trước tương đối trong giai đoạn đi đường, những chàng trai áo vàng vẫn có thể thành công khai thác sai lầm từ T1. Một T1 không có tâm lý vững vàng sau ván đấu đầu tiên đã tiếp tục mắc những sai lầm chí tử. Những pha nằm xuống liên tiếp đến từ Honor hay Zeus là minh chứng rõ ràng cho những vấn đề mà các thành viên của T1 gặp phải. Do đó, Gen đã chủ động đưa được ván đấu về thế cân bằng. Ở giao tranh Baron đầu tiên, Gumayoshi, sát thương chủ lực của T1, đã bị Doran nhắm thẳng chiêu cuối thùng rượu nổ vào người, hất văng về phía Joby. Đường giữa của Gen đã không ngần ngại đón nhận đường truyền đó, lập tức kết liễu thái tử nhà T1. Mất đi nguồn sát thương chính ngay từ rất sớm, T1 như rắn mất đầu. Họ nhanh chóng vụn vỡ với hàng loạt mạng nằm xuống ngay sau đó. Từ đây, mọi thứ xoay quanh T1 đều trở nên rời rạc. Gen liên tục bắt lẹ các thành viên đi lạc bên phía T1 và dễ dàng có được thắng lợi thứ hai trước nhà đương kim áo quần thế giới. Có vẻ như cú sẩy chân trong ván đấu đầu tiên đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các tuyển thủ T1, đặc biệt là Zeus và Honor. T1 gần như không có được sự chắc chắn thường thấy trong ván đấu thứ hai. Tình huống T1 ép đánh Baron khi dẫn trước 4.000 tiền thể hiện rõ nét chủ quan của họ. Trong khi đối thủ có hai vị tướng có khả năng mở siêu hạng là Gragas và Ahri, T1 vẫn không thể kiểm soát đủ tốt lượng tầm nhìn phía sau lưng. Để rồi Gumayoshi nằm xuống, cũng là lúc họ nhận ra sai lầm đã quá trễ. Ván 3, nỗ lực tỉnh giấc, T1 rút ngắn tỷ số. Khởi đầu khá chậm rãi với một đội hình không nhất thiết phải thắng đường, T1 thậm chí còn nhận về những mạng nằm xuống ngay từ rất sớm. Faker, Zeus, Honor lần lượt trở thành nạn nhân trong những pha gank của Pinus. Nhưng có một Gumayoshi vẫn âm thầm kiếm về những chỉ số lớn quý giá, đặt hoàn toàn điều kiện thắng của T1 lên đôi vai của mình. Anh liên tục có hai mạng hạ gục nhờ những cú tên lửa chuẩn xác, đem về nguồn kinh tế dồi dào và bước đầu thành công trong chiến thuật nuôi rùa truyền thống. Gumayoshi được 4 người đồng đội dần hiển liên tiếp nhưng mà hạ gục. Đồng thời bản thân anh cũng có những pha xử lý cực kỳ ấn tượng để mang về chiến thắng quan trọng, thắp lên ngọn lửa hy vọng dành cho T1. Đã có những thời điểm điều kiện thắng của T1 bị lung lay khi Gumayoshi phải lên bảng đếm số trước những pha tranh chấp mục tiêu. Tuy nhiên, yếu tố gánh đội tiềm ẩn trong Gumayoshi đã được giải phóng hoàn toàn trong ván đấu bản lề này. Cú tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp nhắm thẳng vào đầu Pace trong hồ máu là lời khẳng định đanh thép nhất về trận thắng ván đấu thứ 3 mà T1 nhận cho Gen. Ván 4, khoảnh khắc xuất thần của Doran, Gen lên ngôi vô địch. Ván đấu cuối cùng diễn ra rất căng thẳng đối với tính chất của một ván đấu chung kết. Gen là những người vươn lên dẫn trước về vàng, nhưng T1 nhanh chóng lấy lại lợi thế ngay từ phút thứ 5. Lợi thế được đoàn quân áo đỏ duy trì xuyên suốt 20 phút sau đó, với việc đánh xoay quanh Aphelios của Gumayoshi. Sang đến nửa sau của ván đấu,
cụ thể là từ phút 25. Lượng tiền dần chuyển dịch nghiêng về Real khi sở thủ của họ là Pace được có khoảng trống để gây sát thương, liên tục hồi lại nội tại hưng phấn và xả sát thương vào T1. Sở thủ của T1 ở cả 4 ván đấu đều đã có những giây phút lên tiếng, nhưng riêng ván thứ tư này là cả một nỗ lực vượt trội hoàn toàn so với các ván còn lại. Sau khi trở thành một cỗ máy sát thương hàng nặng của T1 xuyên suốt giữa và sau ván đấu, Gumayusi lấy thân mình xả một lượng sát thương khổng lồ lên 3 thành viên Real, ngăn chặn thành công một tình huống lấy trụ nhà chính và kết thúc cặp bèo năm. Nhưng những nỗ lực đó thôi là chưa đủ, bởi con quái vật trong Doran lại một lần nữa được phóng thích, hất tung 3 người bên phía T1 và giúp Pace liên tục hồi lại nội tại của một con Jinx full 4 món trang bị. Jinx chính thức thành công lên ngôi vô địch cũng như bảo vệ chiếc vương miệng của mình sau khi nhà chính T1 phát nổ ở phút 35. Hành trình mùa xuân của bài quý đỏ đã kết thúc, mang theo bao nỗi buồn của cả tập thể cũng như các fan về một viễn cảnh trở lại ngôi vô địch không thành hiện thực. Dẫu biết rằng thất bại này sẽ tiếp tục là nút trăm buồn trong sự nghiệp của Faker và những tuyển thủ trẻ nhà T1, nhưng đó sẽ là bài học sâu sắc về tầm quan trọng của tâm lý thi đấu cũng như bản lĩnh của nhà vô địch trong các thời khắc quan trọng. Ngược lại, với nhà vô địch mùa xuân Genji, chúc mừng những chàng trai áo vàng đã thành công bảo vệ ngôi vương của mình trong mùa giải mới. Họ là những chiến binh mạnh mẽ nhất mà hậu bối nhà Samsung sở hữu được trong mùa giải năm nay và là niềm hy vọng số 1 của Hàn Quốc có thể mang về chiếc vô địch MSI. Nhìn vào đội hình Gen, ta thấy một Doran mang tố chất của một ngôi sao, sẵn sàng tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảnh khắc. Thấy một Peanut luôn bình tĩnh, chỉ đạo đồng đội trong những giờ phút căng thẳng, là người đội trưởng sẵn sàng làm nên cho đồng đội mình tỏa sáng, nhưng cũng không làm thui chột bản năng của một tài lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm. Thấy một Joby trưởng thành, điềm tĩnh, liên tục di chuyển và kiến tạo những pha giao tranh thắng lợi dành cho các chủ lực. Không còn là một cậu nhóc thích tự gánh vác mọi thứ như phiên bản cũ của chính mình. Thấy một cận vệ D-line sẵn sàng làm mọi thứ để xạ thủ của mình được sống, được thỏa sức gây sát thương trong sự bảo kê tuyệt đối. Và cuối cùng, ta thấy được một Pace xứng đáng với danh hiệu Royal Router của giải đấu, một Final MVP trẻ tuổi nhất từng được ghi nhận trong lịch sử liên minh. Màn trình diễn của siêu xạ thủ 2K5 được đánh giá là một trong những màn debut thành công nhất toàn bộ lịch sử của tựa game, thậm chí còn vượt qua cả Gumayusi trong mùa giải đầu tiên ra mắt. Có thể nói chiếc vô địch vừa xuất sắc giành được trước một T1 vô cùng hùng mạnh trong tất cả các trận đấu đã qua. Các fan của Gen đã có thể tự tin đưa ra một lời tuyên bố dõng dạc và đanh thép nhất: Who needs roller?